mặt vô tường rồi chụp ấy, đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Em là Thủy, 25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Bình Dương, em làm công việc gì? Dạ, em là dược sĩ ạ. Rung quá, rung quá, bình tĩnh. Một tràng pháo tay cho bạn gái ạ. Một người chụp X quang, một người là dược sĩ, hợp lý. Ở Bình Dương hai người hỏi thăm nhau coi có gần nhau không? Em ở đâu em? Dạ, em ở Thuận An, Bình Dương ạ. À, anh ở Tân Nguyên, chắc cũng không xa lắm. Vâng. Rồi bây giờ điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là người biết lắng nghe, chia sẻ, biết quan tâm người khác. Em thích trẻ con và về nữ công gia chánh hay là thiếu thuốc may vá thì em đều biết một ít ạ. À rồi. Dạ, điểm yếu thì em hay run, tình em ngại đám đông, em ít nói quá. Anh em bảo em may thì mùa đông nói một tiếng, mùa hè nói một tiếng, chán lắm. Cổ rung lắm, cơ mặt tay chân rung hết trơn vậy đó. À, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Tính tình là em vui vẻ, hòa đồng, hài hước, tự lập, biết một chút về nấu ăn, biết một chút về hát và nhảy múa. Em thì thích đi ăn cùng bạn bè, đặc biệt là em rất ăn nhiều. Nếu mà trong lúc đói hoặc là thèm ăn gì đó thì em có thể ăn rất là nhiều. Ví dụ như em có thể ăn từ 5 đến 5 tiếng cơm. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là gì? Em tự nhận mình là người hơi nóng tính. Lúc mà người ta có thể nói xấu mình hoặc là làm mình khó chịu, hoặc là những công việc áp lực căng thẳng mình làm mình khó chịu thì em cũng kiềm chế, nhưng mà khi mà lúc đó em có bộc lộ ra cho người ta biết là mình khó chịu. Em gái, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em chính thức em chưa có mối tình nào. Dễ thương vậy mà sao vậy? Lúc còn đi học thì bố mẹ em không cho yêu. À. Còn khi đi làm rồi thì do là môi trường công việc của em toàn là gái, không có trai. Chưa có một mối tình nào, vậy là chưa nắm tay, chưa hôn gì hết đúng không em? Dạ chưa. Chưa luôn. Còn bạn, mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì đã quen 3 năm, chia tay được 1 năm. Lý do? Trong thời gian quen nhau thì cũng giận hờn rồi chia tay rồi quay lại, rồi từ đó thì tình cảm hai đứa thấy xa cách dần. Bây giờ mình chưa trải qua một mối tình nào, nhưng mà mình có thường hay ấp ủ mình tưởng tượng người đàn ông của mình là như thế nào không? Không nên quá đẹp trai. Tại sao? Đẹp trai thì đào hoa. Em sợ. Chưa chắc em có những người đẹp trai không có đào hoa mà đào mỏ không à. Gì vậy anh Linh? Không thiệt mà, anh nói thiệt. Trong xã hội rất nhiều người đẹp trai cũng đào mỏ. Cũng có nhiều người không đẹp trai nhưng đào hoa. Rồi, còn gì nữa không? Chứng chặt, biết lắng nghe mà chia sẻ. Nói được thì sẽ phải làm được. Ngoại hình thì cao từ 1m7 đến 1m8 là được. Cao chi dữ vậy? Có điểm nào mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, bạn trai thì không được ra trước. Đừng cố lòe loẹt quá. Trai mà lòe loẹt gì em? Thì giả sử như là ăn mặc cầu kỳ quá, bỗng loạn quá, bóc tai chạy chuốt quá đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không được đúng không? Không được. Nghe những tiêu chuẩn bạn gái đưa ra, bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Dạ, thấy cũng chắc 70-80 quá chị. Không được lòe loẹt chạy chuốt quá nha. Phải bụi đời lên chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em thì sao? Về tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, hài hước, thông minh, chăm sóc cho gia đình, biết cách tự lập. Về ngoại hình thì cao từ 1m55-60 được, dễ nhìn, da trắng, tóc dài. Em không thích điều gì người phụ nữ? Về cách về nói nhiều quá. Nói nhiều, là... cô kia không có nhiều rồi đó. Mùa đông nói câu, nói mùa thu nói câu, mùa hè nói câu. Cần, nếu mà cần nhằn gì đó nhiều quá thì cũng không được. Bên đây không cần nhằn, không nói nhiều. Tại vì có nói đâu, cần nhằn. Cho chị Cát Tường ạ. Chà, cái này cũng có vẻ chải chuốt quá ha, láng gọn quá ha. Nãy ta nói rồi đó, cào cho nó. Em cào bớt rồi đó. Cào đó hả? Em cao mét mấy? Em 1m7. Phổi em tốt không? Dạ tốt vậy. Có hút thuốc nhiều không? Dạ không. Có nhậu nhẹt gì không? Có nhậu một tí. Mình làm bên ngành này mình đừng có nên nhậu nhẹt say xỉn chi, mình phải làm gương chứ. Dạ dạ. Nhậu thoải mái vô nó chụp có nó nghỉ. Rồi, em có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Không có gì hết cái gì. Sao cũng được hết à. Trời, ông này ông dễ tính quá ha. Ừ, dễ bên đây. Tu su một chút đi. Dạ. Láng quá. Dễ thương. Có cái ba lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Hiền là được chứ. Được, đang ở đây phong độ lắm. Anh qua anh coi bạn đàn gái thế nào nha. Em chào anh. Gái. Dạ. Giọng nói dễ thương quá hả? Dạ. Về Bình Dương ở, xong rồi vô bệnh viện phụ anh kia được không?
Anh xin cho em tổng luôn. Bên bán thuốc, bên chụp hình. Em bán thuốc anh. À, bán thuốc không? Dạ. Nhưng mà xin thế này tới giờ chú người yêu lạ thiệt nha. Bố mẹ không cho. Giờ bố mẹ cho chưa? Giờ bố mẹ bắt đi. Đầu tiên mẹ bảo cứ học xong rồi có người, kiếm người yêu cũng không sao hết. Xong giờ thì đăng ký đi, đăng ký lên mà kiếm người yêu. Già rồi. Đâu có già đâu. Còn trẻ lắm, tại ba mẹ cũng nôn đó. Nếu được thì bao lâu em đồng ý cho anh ấy tiến tới? Chắc là cho anh ấy thử thách một năm. Xong sớm sớm chút đi, ông bà muốn có cháu ngoại rồi. Nhưng là mối tình đầu của em, cho lâu một chút, để yêu lâu một chút đi. Nào vẫn yêu mà, đâu phải lấy nhau là yêu lâu đâu. Chút cho nó có cái sự trải nghiệm về tình yêu đúng không? Dạ, em chưa được biết, em chưa biết yêu. Em có khi nào tưởng tượng ra nụ hôn chưa? Em xem phim rồi mà em thấy ghê quá. Ba hung mà thấy ghê. Có khi nào em thấy một người con trai hung người con gái mà em nôn nao sao động chưa? Em không biết nói sao. Nhưng em cũng thích đó. Bây giờ em có muốn có một người nào đó đến hôn em không? Phải là người yêu mình thích cũng cho hôn chứ. Trời xe lạnh ha. Âm nhạc nhẹ nhàng, bóng tối bao trùm lên. Đâu đó một cái bờ môi nóng bỏng. Nhỏ nổi da gà kìa. Lãng mạn quá. Lãng mạn quá trời. Bịt mặt. Anh mới tả tới đó thôi mà khổ thấy lãng mạn rồi đó. Đoạn sau để hồi em làm nha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với sư phụ của em, rồi chị họ với hai người bạn của em nữa. Sư phụ. Chào đệ tử. Sao tình hình sư phụ sao mà để cho lính tới giờ còn không biết hung là gì? Em còn chưa biết nó chi đệ tử. Hèn chi, nó gọi là sư phụ. Sư phụ là chỗ đó đó. Chỗ đó đúng rồi, dạ. Hiểu lầm. Thì nãy giờ em ngồi dưới đây quan sát thấy thì em cũng được hai em thì thấy cũng xứng. Sự lựa chọn của hai em thì tùy. Chị cũng hy vọng rằng hai em sẽ tạo điều kiện cho nhau để có một cái cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Dạ, cảm ơn sư phụ. Em có đi với người nhà em là ai không? Em đi với bạn bè thân và thiết và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Thấy bạn gái ở đây cũng rất là xinh thì mong hai bạn cũng cho cơ hội nhau để bấm nút. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Cố gắng ngày hôm nay phải có nụ hôn đầu đời nhé em. Hôm nay hy vọng có hai nụ hôn đầu đời. Anh có món quà tặng em. Dạ, anh có. Quan điểm tình yêu của em là gì? Quan điểm của em là càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Này giống anh. Cái hạnh phúc đó, nó không thể nào mà mãi mãi được. Mình có giận hờn hay là mâu thuẫn gì đó thì mình nghĩ đến những hạnh phúc đó, mình cảm thông và chia sẻ với nhau được thì lúc đó mọi chuyện sẽ qua. Em cũng nghĩ vậy. Em có gì nhận xét về anh không? Em thấy anh cũng hiền, cũng ít nói giống em. Cũng ít nói thôi, nhưng mà cũng khó, nhiều lúc cũng khó diễn tả được những lời mình nói á. Bình thường thì em cũng không có ít nói, khi nào mà gặp bạn bè của em thì em nói nhiều. Anh còn... thì cũng vậy. Chỉ có người quen em nói nhiều. Em có thích đi xem phim hay là ăn uống gì không? Em thích xem đá bóng. Anh là cầu thủ bóng đá nè em. Nghiệp dư thôi. Em thích những người mà biết đá bóng. Anh đá tiền đạo á. Mẹ, hôm nào anh mà đi thì em sẽ đi cổ vũ cho anh. Lúc ạ. Nói chung là em mê bóng. Lúc này thì anh cũng có một cái món quà nhỏ tặng em mà đó, rồi một món quà nữa anh tặng dành em. Dạ. Cứ nhìn cho rõ. Chụp ít quang hả? Dạ em có. Em mang chút khiêm xin chút nhạc ạ.
Anh chịu em rồi đó. Chịu rồi đó nha, có đầu tư ghê luôn nha. Dễ thương quá. Nhảy là đã đặc biệt rồi, còn có đoạn đưa đưa với tờ giấy nữa. Dễ thương quá. Khi em, nếu em thấy mình hợp nhau và tin tưởng anh thì cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau em nhé. Cảm nhận của em như thế nào về phần trình diễn của anh ấy tặng cho em vừa rồi? Cái này ai em giữ đi, em giữ nha. Làm kỷ niệm em. Em làm giữ làm mối kỷ niệm. Mối tình đầu đó là sưu tập là những kỷ niệm. Khó duyên lắm. Rung động. Rung động. Lần đầu tiên có người làm vậy về em luôn. À. Em cảm ơn anh. Nếu mà em cảm thấy mình rung động trước anh hoặc là tin tưởng của anh và nói chúng mình hợp nhau thì hãy trao cho nhau con cơ hội để tìm hiểu, để hẹn hò với nhau. Hết thời gian. Dễ thương quá. Hy vọng rằng mối tình đầu sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. 1. Hãy bấm bằng cả trái tim nha. Bấm bằng cái sự rung động của con tim. 2. 3. Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Nào, hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên đấy. Và một nụ hôn sẽ xuất hiện. Hôn làm sao để cô ấy nhớ, không bao giờ quên nụ hôn đó. Cho anh hôn em nhé. Để tôi coi coi dính chưa. Chưa dính. Sát vô. Sát vô nữa. Rất dễ thương thưa quý vị. Chúc hai em sẽ hạnh phúc và sớm báo tin vui cho chương trình. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một phần quà của Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay nhau thật chặt và đừng bao giờ buông tay nhau các bạn nha. Mày là mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp được không? Được luôn anh. Được luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ có những cảm xúc như thế nào. Thưa quý vị, xin mời. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng giày của Pháp ạ. Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha. Mời bên trai bên kia giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở huyện Xuyên Mộc em ạ. Ủa, Xuyên Mộc, anh có làm gần Bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ. Có chừng nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Bà Tô 10 cây á. Rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường mời đến công tác. À dạ. Hỏi cô có bà con không? Vậy là biết luôn rồi ha. Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết. Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà. Dạ. Rành lắm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng. Nói như em hay cười. Em thích nấu ăn và thích làm việc nhà. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí. Wow. Anh kia, anh có thích phụ nữ, con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Dạ thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoàn thuyết trình trước đám đông. Có chí làm ăn, đam mê thể thao. Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác. Rồi điểm yếu của em là gì? Thời lúc cũng hay tự kỷ về công việc, ấp công việc, ít nói chuyện ai, tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ. Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi?
Dạ thưa anh, thì em trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? Mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc. Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã làm thêm rồi. Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa. Mà em đam mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Cho nên không thời gian quan tâm nhau nhiều nên thì chia tay. Mối tình thứ hai, có thể một phần nào em công việc em cứ quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi. Đó. Nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ, đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy. Bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn? Dạ, đã thì trải qua hai mối tình em đã học được bài học rồi chị. Bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha, đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo, thích được người yêu chiều chuộng nữa nha. Dạ. Rồi, lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình? Em cũng dễ thương, cũng năng động, vui vẻ, hay cười. Tại sao ấy? Dạ, tại lúc còn đi học thì em ham học. Mà lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị. Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế, mà ế thiệt. Rồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu. Đắc lúc trước mê soái ca quá, còn bây giờ là hết rồi chị. À, mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không? Em đi tìm soái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chia tay cũng 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ, hơn 1 năm chị. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó, ham công việc nên ít quan tâm nên... Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bển quá. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu, chỉ cần dễ nhìn, có duyên là được. Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp, được không? Được luôn anh. Được luôn. Có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá. Lúc mà cãi nhau thì đừng có giằng co. Tại vì em rất là dễ tính vậy. Chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à. Em không có giận lâu. Cứ im im để đó, mai tính ha. Được không? Chắc là vậy hả chị? Rồi. Với lại nịn em một xíu là em dễ mềm lòng lắm. À, chị thấy bên đây cũng dễ lắm đó. Không biết bạn trai sao, có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à. Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Quan tâm cho gia đình, có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội. Ngoại hình như thế nào? Có ngoại hình thì cơ bản thôi, em dễ nhìn. Em nói dễ nhìn như thế nào? Cái câu này mới là khó nè. Ví dụ như là ngoại hình có thể chiều cao khoảng tầm 1m5, 1m6 cũng được. Da trắng hay da ngăm cũng được. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được. Cái gì cũng được hết. Dạ, thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc cũng như là áp lực của rồi, bạn trai. Dễ quá, nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được. Cầm ram. Thiếu quan tâm đến gia đình. Cầm ram. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị. Dạ em chào chị. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng 1 năm. Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị hết chưa? Tương đối được khoảng 80%. À, nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Dạ. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn. Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá. Thấy ốm gì mà không yếu thôi chị. Chắc không? Dạ chắc ạ. Đâu hít đất thử chục cái coi thử coi. Em hít ở đây. Dạ đúng rồi chứ đâu vậy. Mười mà bo thằng 20 luôn ha. Trời ơi. Được. Bo thêm 10 cái nữa thôi. Đàn trai thấy dữ chưa? Sức khỏe tốt, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhỏ con nhưng mà nhỏ có vỏ. Để anh xem đàn gái thế nào nha. Ôi, chào em, quá xinh. Anh bên đây thật sự rất là chững chạc. Ảnh cán bộ nhà nước mà. Bây giờ mình bàn cách làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi ha. Dạ, chơi vậy chứ tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá. Bà ngoại hối hả? Dạ, bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 82 rồi chị. 82 rồi? Dạ. Lấy lại lẹ đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha. Đúng rồi, phải đẻ liền á nha, lấy liền, đẻ liền. Mấy đứa? Chắc 1-2 người gì thôi. Em thích con trai hay con gái? Dạ, con trai. Thích con trai hả? Bạn trai thích con trai hay con gái? Ờ, thưa anh thì quan điểm em con nào là em cũng thích, nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn.
À, nhà nhiều con trai quá rồi. Nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai. Nhà anh thì là ba trai. Trời ơi, sao hai nhà nên này nên mẹ thích con gái. Đằng thôi à, mình xin hai đứa đi em, một trai một gái cho đều. Dạ. Vậy cũng ổn rồi đó. Yên tâm, đàn trai là chuẩn luôn rồi đó. Cha chuẩn chạc chị được con nít chịu của em. Chịu được, anh em chuẩn chạc lắm. Hả? Không đó, anh có kinh nghiệm mới tình được cũ đấy. Rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ. Nãy giờ cái gì cũng được cho anh đây, chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi, mà thời gian nó đã qua rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn, bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp, mình phải quan tâm, phải chăm sóc ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em ạ. Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào em trai, chào quý vị khán giả. Chị gái em thì khá là hiền, ở nhà thì có ba chị em gái, không có con trai, nên phần lớn những cái việc trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi. Về phần em trai thì em thấy em rất là được ạ, ở gần nhà, mà em thích điều đó. À, và em tin là bà ngoại em cũng sẽ thích em. À, và còn một điều nữa, tất cả những cái nãy giờ em nói thì em rất là thích, nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là em nói là em khá là ít quan tâm bạn gái, mà em lại không có thích điều đó lắm. Vì chị gái em thì một người là khá là lặng mà lại thích xem phim ngôn tình nữa. Nên là em mong là anh sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút, và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi 2-3 lần. Gái thương chị gái dễ sợ ha. Yên tâm, anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày 4-5 lần luôn. Suối nước nóng Bình Châu hả? Dạ. Sao đúng rồi. Anh trai phải hứa với em gái cái cho em gái yên tâm chứ. Ừ, anh sẽ có hứa, cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi hai, một tuần đi chơi 2-3 lần. Một ngày đi chơi 2-3 lần. Em sẽ kiểm tra nha. Cảm ơn ạ. Nhà em cứ làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo. Rồi bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với lại dì em, dì thứ ba. À, và một người ba, bạn rất là thân của em. Chào dì. Dạ. À, chào anh Quỳnh Linh. Dạ xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ xin chào quý vị khán giả. Bây giờ dì thấy vui không? Dạ. Vậy giờ thì dì thấy vui không? Vui. Chào hai cháu. Hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được, tôi phải thay mặt mẹ nó, tôi đi cho cháu tôi. Dạ. À, nói về vấn đề nhận xét bản tánh của cháu, của dì á, thì cháu yên tâm đi. Thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa. Vừa lo đi làm, vừa chịu khó bỏ tiền cho chăn nuôi nữa. Chịu khó làm chứ đi chơi thì ít, nhậu thì không có đâu. Cô thấy con dâu tương lai bên sao vậy? Dạ, cháu thì rất là đẹp xinh, đẹp người, đẹp nết. Ở gần tới lui nó cũng tiện nữa. Rước dâu cũng gần ha. Dạ. Dạ, trời. Ờ, dì chào. Ủa, cháu. Dì ở dưới kia lên luôn hay dì ở Sài Gòn? Dì ở thành phố, nhưng mà cũng thường xuyên đi dì dưới mẹ cháu hoài à. Dì dưới Bà Rịa, Bà Tô, quê dì ở Bà Rịa mà. Dạ. À, như vậy là cơ bản là dì cặp này là dì chấm hay dì ha? Dạ. Được hả dì? Được. Dạ. Rồi, dì đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi. Kéo màn. Không gian này là của hai bạn. Mời. Tham gia chương trình anh có món quà nhỏ tặng em. Nó là một chiếc khăn. Thì cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em. Dạ. Em cầm cho mình cái hộp. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ, làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em, hạnh phúc em. Đẹp á, hay đấy, cái màu khăn với màu áo giống nhau á. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nhé. Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào. Anh ơi, anh có thấy con gái mập không? Em hơi mập. Không, anh thấy em vừa người rồi, không có mập lắm. Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh thế này. Nếu như mà được đến với nhau thì em thích sống ở đâu? Em thích sống gần nhà hơn. Gần nhà, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dạ. Anh thì hiện giờ đang mua được một miếng đất rồi, được chưa có tiền xây nhà thôi. Chắc để đợi cưới mới xây nhà. Anh nghĩ cũng nghĩ thế. Em cưới lợi. Em suy nghĩ về gia đình như thế nào?
Em nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người. Người phụ nữ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình. Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ, chứ không phải là để người vợ làm một mình. Cảm ơn em, anh cũng thích như thế. Dạ. Cuộc sống vợ chồng phải biết chia sẻ. Dạ. Tôn trọng yêu thương nhau và bà phải tin tưởng. Dạ đúng rồi. Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em. Dạ. Đặt tay lên nút bấm đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra lại nhịp tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào hãy nắm tay nhau. Cái khăn rất là đẹp. Hợp lý đấy. Hợp lý. Một lát nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về Xuyên Mộc. Vô tắm nước nóng Bình Châu. Thuận đường luôn ha. Đây là Cát Tường và Quỳnh Linh chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ chính bởi nhãn hàng Liverpool OPC, thanh nhiệt giải độc, phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan. Thế bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi để làm chiếc cầu nối để họ có thể đến gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn và gửi thiệp mời cho chúng tôi. Đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn mong muốn, thưa quý vị. Gặp gỡ cặp đôi đầu tiên, bắt đầu. Hạ màn. Một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, bây giờ thì hai bạn đã ngồi đối diện nhau rồi đó. Dạ. Anh ở đầu xong em cuối xong. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thạo. Năm nay em 30 tuổi. Em làm bên lĩnh vực an toàn lao động của công ty Thang Máy. Rất vui hôm nay được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em là làm công việc đó ở đâu? Em hiện tại làm xung quanh Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn thôi. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở ngoài Bắc, ngoài Thái Bình. Nhưng mà gia đình vào trong này được 20 năm rồi. Ồ, vậy tức là gia đình ở đây hết rồi. Dạ vâng, ở đây hết rồi. Rồi. Mời em giới thiệu. Lời nói đầu tiên là cho em xin phép xin chào cả nhà mình tại trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng với anh bạn cùng quay bên phía tấm màn bên kia. Chào em bạn. Tên là Đỗ Thị Hà My, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Tiền Giang và hiện tại là em đang công tác tại phòng sale marketing của công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên từ thứ hai đến thứ sáu, còn dịp cuối tuần thì em làm cộng tác viên tại công ty Tuyến Mê Công tại Tiền Giang và Bến Tre. Em làm hướng dẫn viên ở dưới. Là coi như cuối tuần là mình đi về quê làm. Dạ đúng rồi. Cô gái của trẻ mà năng động trong công quá việc dữ luôn, làm rất tốt. Sài Gòn xong rồi cuối tuần về Bến Tre làm nữa. Giỏi quá vậy em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người xung quanh nói em là người rất là hòa đồng, nói chuyện với người lớn thì rất là dễ bắt chuyện. Còn nhược điểm của em là rất là nóng tính. Còn cái tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em thì nóng tính, mà người đó thì chịu, cứ im im liềm liềm vậy đó. Cái cuối cùng một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, con chịu My hết nổi rồi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Thế bây giờ mình đã rút được cái kinh nghiệm chưa? Mình đã bớt nóng chưa? Vì lúc đó là còn đi học nên mình cũng chưa suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ là để đi làm rồi, mà cái ngành của em là bên dịch vụ nên em cũng kiềm chế được cái tính tình của mình rồi. Tại vì gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà chị cũng hơi lo lo chút là bây giờ em bận quá vậy. Nếu mà mình hẹn hò thì mình giờ thời gian nào dành cho bạn trai? Tại vì cái thời gian mà em đi làm như vậy á, là em không muốn tìm hiểu một mối quan hệ nào. Em lười yêu, lười tìm hiểu. Nếu mà bây giờ mà mình tìm được cái đối tượng phù hợp với mình thì tất nhiên em sẽ giao hòa cái công việc của mình lại. Ở dưới quê em, độ tuổi của em thì hàng xóm xung quanh bảo là em ế rồi. Vậy mới nhờ cái chương trình ha. Không dạ. Sao, ngày hôm nay cố gắng nha. Bạn trai, tình trường của em thì sao nè? Thời sinh viên thì em có trải qua một mối tình được một năm. Thì sau đó thì đi làm á, công việc nó lu bu với lại lười yêu nữa. Nên là thành thử ra là chưa có quen ai một cách mà mình chỉ quen cái kiểu dạng như là xã giao thôi. Chưa có mối tình nào sâu đậm lắm đúng không? Dạ dạ. Bởi vì hai bạn đều lười yêu hết. Hôm nay cố gắng chúng tôi sẽ không cho các bạn lười yêu nữa. Dạ.
Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mọi người nhận xét em là hiền lành, rồi thật thà. Còn điểm yếu của em thì không có dứt khoát. Mình nhìn một cái vấn đề gì đó, mình phải nhìn trước, nhìn sau, xem là nó đúng hay sai. Cái đó là nó có một cái điểm yếu của em. Ủa là sao? Nhìn trước là sao? Là mình thấy gì hết là sao? Là mình kiểu như là ai mà nóng tính với anh chẳng hạn thì anh sạc lại liền. Nhưng mà em thì không có. Em thì ngẫm nghĩ lại. Có đó đâu phải điểm yếu đâu. Có đó sự kiên nhẫn, nhường nhịn. Có đó là tốt đó em. Nhiều khi người ta nói xong em sạc lại liền, tức là cái đó là không tốt. Như cái đó thì nếu mà đàn ông thì nên như vậy. Ủa, đàn ông nên sạc lại luôn hả? Phải không? Vậy là tốt đó cưng. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn một người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Cá tính. Đưa ra một cái vấn đề gì đó thì hai đứa cùng có thể là chia sẻ với nhau. Chứ rồi, không có kiểu như là ác cả. Rồi. Nếu mà khi mà không thống nhất gì đấy thì mình có thể là tham khảo ý kiến của người thân. Coi như bình đẳng với nhau ha. Dạ, bình đẳng. Không có gia trưởng ở đây, cái này hay lắm á. Dạ. Rồi về ngoại hình thì sao? Em có mẫu hình nào lý tưởng không? Mẫu hình lý tưởng của em là xinh giống như Cát Tường ấy. Cảm ơn em. Anh ơi, da ngâm được không anh? Anh không quan trọng màu da em ạ. Rồi. Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào? Dạ, em muốn người đó chững chạc hơn em, điềm tính. Và khi mà em có một cái vấn đề gì đó, như là em nóng tính lên một cái sự việc gì đó, thì anh cũng phải là người tìm hiểu lý do tại sao em như vậy. Chứ không phải là im im liềm liềm rồi cứ để vậy đi luôn. Anh đi luôn đó, đi luôn để suy nghĩ. Anh này kiên nhẫn lắm, yên tâm. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Dạ vâng ạ. Gì nữa không em? Với lại là bạn đó không có bánh bèo. Bánh bèo? Không thích chơi bánh bèo. Bánh bèo là như sao là em? Không có chính kiến ở trong cái một cái quyết định nào đó thì em không thích. Khi ta nhường em rồi sao? Dạ. Rồi, em có thích về cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình á thì em cực kỳ có ấn tượng với bạn trai mà mặc áo sơ mi và quần tây. Là cao trên 1m7. Tại vì em cao hết 1m64 rồi. Cao có mang cao. Mang dài lên nữa, 5 phân nữa. Áo sơ mi, có áo sơ mi. Quần riêng được không? Không có quần tây, mặc quần riêng được. Chừng nào có cái dịp gì đặc biệt người ta bận quần tây áo vest luôn. Bình thường đi tham gia chương trình cho nó năng động, mình mặc quần jean được rồi ha. Quần áo không nói lên tính cách của con người đâu em. Rồi, chào em. Dạ. Hiền khô hả? Hiền khô ha. Ừ. Kế hoạch của em khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Hai đứa đồng ý thì có thể sang năm. Em cũng đã có một số vốn. Và cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Vậy là sau này mình lập nghiệp hai vợ chồng ở riêng hay là có phải ở chung với ba mẹ làm dâu gì không em? Bố mẹ em rất là thoải mái cho ở riêng để cho nó tự do luôn. Thoải mái. Bà bên kia rất là nóng á. Nóng quá la bạn hoài sao? Chịu được không? Nếu mà la em hoài thì em sẽ có nhờ sự trợ giúp của bên bố mẹ em và bố mẹ bạn đấy. Hay. Được. Quá được luôn chứ. Quá được. La người ta hoài, người ta mét ba mẹ liền chứ. Mét ba mẹ hai bên ha. Chưa có đàn ông nào vậy hết chứ. Dễ thương hiền. Em bây giờ em nghe, em thấy bạn trai mình nói làm sao? Dạ có chính kiến. Mà dễ thương lắm nha. Rất hiền luôn á. Hiền khô luôn. Bảo đảm nửa về em ăn hiếp anh ấy á. Em cũng hiền lắm. Anh nghĩ anh bên đây có những thứ điều sẽ bổ sung từ em đó. Anh thì hiền, kiên nhẫn ha. Tính đàn ông vậy tốt rồi. Em bổ sung vô cái mạnh mẽ hơn nữa là được. Rồi, nếu được khi nào đám cưới? Em tìm hiểu nếu mà hợp khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi. Được rồi. Thấy cũng ổn đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với thím và hai bạn gái. Xin chào chương trình, xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Và chào khán giả ở trường quay. Tình hình sao thím? Thím thấy là người nam rất là hiền lành và rất là thiện cảm. Dạ con chào thím ạ. Con rất là cảm ơn khi mà thím nhận xét về con như vậy. Nếu mà có điều kiện thì cho phép con được làm quen với em đấy, để tạo ra một cái cơ hội để hai chúng con làm quen với nhau. Con xin cảm ơn. Rồi, em đi với ai? Em đi với mẹ, với hai đồng nghiệp của em ạ. Có mẹ ha, dạ cho gặp mẹ. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Và chào các quý vị khán giả. Theo cháu Thảo của tôi thì cháu rất là hiền lành. Thật là cái điểm yếu của cháu á là cháu ngủ là cháu hay nằm mơ, hay mơ hay na. Đó. Là mơ mà cứ kêu á. Thì cũng kêu, có lúc cũng kêu to. Cũng hay vầy và.
Đấy, không có gọn gàng. Coi như là đều dựa cho mẹ. Đi làm về là chỉ biết đi làm thôi, chứ còn công việc ở nhà là dựa cho mẹ hết. Sau này có vợ lo ăn. Về cháu bên đây thì cháu rất là hiền lành, dễ thương. Cô là cô cũng rất cảm tình với cháu rồi đấy. Em chào cô đi. Em nói vài câu gì với cô đi em. Con chào cô ạ. Nếu như mà con và anh Thảo có duyên thì con cũng hy vọng là sẽ tiến tới xa hơn và đến nhà để thăm cô nhiều hơn. Nào, bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng nha. Anh thấy em rất là dễ thương. Ngoài sức tưởng tượng của anh. Em cũng vậy. Anh ơi, anh có thích con gái miền Tây không? Con gái miền Tây rất là dễ thương em, rất là hay chiều chồng, hay nũng nịu. Rất là dễ thương. Cũng hơi hung dữ đó anh. Hung dữ hả? Hung dữ thì sau này anh sẽ cố gắng mà kiềm chế em lại. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn em đến cầu Bánh Sao, hoặc ra công viên, hoặc là uống cà phê ở trên cao. Hy vọng là em sẽ thích nếu mà chúng ta hẹn hò ở những cái chỗ đấy. Em rất là thích đi uống cà phê ở xung quanh thành phố mà những cái view đẹp. Nếu mà anh mà hơi hiền quá đó, em có thích những người hiền như anh không, hay là... Lúc nãy em có nói là em thích người điềm tính. Anh hiền không sao. Cái này về em, nếu mà có cơ hội em sẽ chỉ dần dần cho anh. Anh sẽ không hiền nữa. Tính giáo dục dữ lên trời. Em hỏi thêm về anh gì không? Anh có thích đi xem phim không? Có chứ. Anh có thích xem phim ma không? Phim ma. Tại em thích xem phim ma lắm. Mà mỗi lần mà xem phim ma là em nhắm mắt không à? Vô xem phim nhắm mắt xem gì? Anh rất thích là miền Tây. Nên nếu mà quen em thì anh rất là muốn về thăm gia đình. Để thấy cái cảnh sông nước miền Tây. Anh rất là, nó rất là yên bình. Anh có về miền Tây lần nào chưa? Miền Tây anh về rồi, về nhiều lần rồi. Ngày xưa anh đi bạn. Thấy Sơn rồi anh có về, anh ghé thăm bao giờ chưa? Cái đấy thì anh chưa đi, nhưng mai mốt em sẽ dẫn anh đi chứ hả? Được, hướng dẫn viên miễn phí. Cảm ơn em. Anh có thể mời em điệu xì lô rất là dễ thôi. Dạ, em không biết nhảy. Ấp nhạc. Em không biết nhảy. Không, em bám vai anh. Nào. Okay. Em đi theo bước anh nha. Chờ, rồi, đi qua. Ok. Đưa qua, đưa lên, đi lên. Đó. Ok. Đưa qua đây. Mày sàn lúa chứ nhảy gì. Ngước nhìn lên em, đâu cần nhìn xuống chân đâu. Đừng nhìn chân. Em không thấy. Đi theo anh kìa. Ok. Đi từ đây thôi. Đừng. Nhìn hoặc anh. Mềm mại một xíu là được rồi, du dương theo. Được rồi anh Thảo. Rồi, xin lỗi nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Rồi, ok. Xin cảm ơn. Một chút cảm giác về nhau. Bao nhiêu đó là cảm nhận rồi ha. Đúng rồi. Anh thấy em rất là dễ thương. Mình đến đây gặp nhau đó là cái duyên rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể hẹn hò. Bạn gái, em có muốn nói gì với bạn trai không? Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Hợp tay vào nút bấm nha bạn. Hai đứa ráng hợp tác có hiệu quả nó ra cái gì? Ra vài đứa. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó. Nắm tay liền ha, nãy giờ nhảy rồi, đã kêu vũ chung với nhau rồi, ngại gì nữa. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Cho con xin phép thím được hẹn hò với em. Em đó. Em đó. Em đó. Trời ơi, thím vỗ tay dữ dằn luôn. Thím vỗ tay dữ dằn luôn. Được hả thím ha? Được không cô? À, thấy cô rất là phúc hậu luôn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng.
gửi tặng các bạn. Phần quà gửi tặng cho hai bạn đó là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Em cảm ơn toàn thể anh chị ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo điều kiện cho hai đứa chúng em được có cơ hội hẹn hò gặp mặt với nhau. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Toàn tay nhau nào. Chính thức thì chưa có mối tình nào. Có hôn chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa luôn. Em là mỗi người con gái truyền thống á chị. Muốn ăn cơm trước cản hay gì đó thì em sẽ sợ em chạy. Chúng ta sẽ tiếp tục cái niềm vui này với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Xin mời. Xin mời. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Và bây giờ mình giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và chào toàn bộ khán giả đang xem chương trình. Mình xin tự giới thiệu là mình tên là Đoàn Quang Thái, năm nay được 31 tuổi, mình đến từ Ninh Thuận, hiện đang làm việc và sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thì học bên cơ khí chế tạo máy, bây giờ đang làm chung cái cửa hàng kinh doanh bên điện công nghiệp và tự động hóa. Tức là giờ đang kinh doanh riêng đúng không? Dạ. Yeah. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào chị Quyền Linh, chào anh Cát Tường. Em xin chào đi. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Không sao, hơi căng thẳng thôi. Chị Quyền Linh kính chào em. Dạ, em xin lỗi anh. Không sao. Em tên là Huỳnh Công Thúy Vi, năm nay em 31 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em đang là kế toán trưởng. Rồi, điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì mọi người nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng và em nhiệt tình trong công việc và hay giúp đỡ mọi người. Điểm yếu thì em hơi bị nóng tính và có nhiều cái em thẳng tính quá chị. Em nghĩ gì là em nói đó, nhiều khi em làm mất lòng người khác á, với lại nhiều khi là không có được khéo ăn nói. Rồi bạn trai. Điểm mạnh lớn nhất là tính tình thoải mái, dễ nuôi. Điểm yếu. Trong về cái lĩnh vực ăn nói thì không có giỏi lắm. Đôi khi cũng kiềm chế kiểm xúc, cảm xúc hơi bị kém tí. Rồi, bạn trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì là chưa có mối tình nào. Rồi đó thì có hôn chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa luôn. Rồi biết hôn không? Không, chắc cái đó là thuộc về bản năng, chắc nó tự trong người nó biết mà. Nghi quá. Em thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng quen và gặp nhiều người nhưng mà không có cái nào mối tình nào gọi là sâu đậm hết. Quen chừng một vài tháng là lại không thấy không hợp nhau, thành ra không có tiến xa được. Em là mỗi người con gái theo truyền thống á chị, em cũng hơi bảo thủ. Thì cái bạn nam mà một khi mà bắt đầu làm quen rồi cái bạn đó đòi hỏi muốn xa hơn thì em lại ngại rồi em từ chối là bạn đó bỏ đi mất. Ủa rồi hỏi gì xa hơn em? Đòi hỏi xa hơn, ví dụ như bạn đó có những cái đề nghị khiếm nhã anh, giống như là muốn ăn cơm trước cản hay gì đó thì em sẽ sợ em chạy. Đúng rồi. Ví dụ ta xin hung được không? Dạ thì hung thì được. Xa hơn nữa thì em nghĩ là cái chuyện đó là nên để dành cho sau khi mình kết hôn anh thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi. Dạ. Đó là quan điểm đúng không? Đầu tiên thấy nó cũng hợp một vài điểm rồi. Mình muốn tìm đối tượng yêu thương của mình như thế nào hả bạn gái? Cao khoảng 1m7 trở lên. Thì ngoài hình thì vừa thôi, đừng có ốm quá, đừng có mập quá. Em thích phong cách lịch sự, quần tây áo sơ mi chững chạc vậy. Rồi. Có việc làm ổn định, nói chung là chững chạc và biết lo cho gia đình. Em sợ mấy anh mà đi giao thiệp bên ngoài nhậu nhẹt đồ nhiều. Em thích một anh hiền lành, chung thủy, đừng có gia trưởng, đừng có tính toán với keo kiệt quá. Bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Thường thường người ta thường nói chơi là ổn đẹp, mập, dễ thương, cao sang, luôn quý phái. Còn em thì em thích là dễ thương và sang. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không?
Thường thường trong cuộc sống em cứ hay xài hai chữ thôi kệ, sao cũng được. Thôi kệ. Sao được? Chứ sao cũng được. Sao chỉ sao? Được. Sao cũng được thì mới ế đến giờ đấy. Không được, mình phải có lập ra cái kế hoạch hay là mọi thứ chứ trong cuộc sống mà. Đây đây là em đang nói tới cái tính cách, cái giao tiếp giữa bạn bè. 31 tuổi chưa hôn lần nào. Thích phụ nữ không? Thích cái gì? Sao nói chuyện cứ quẹo quẹo hoài vậy? Hồi hộp đúng không anh? Bây giờ lấy nhau về thì mình ở đâu? Nhà cửa thì trong này thì cũng chưa có. Công việc cũng mới ban đầu ra, mới khởi nghiệp thì nói chung cũng chưa có đủ để mà sắm nhà, sắm cửa ở trong này. Trước mắt thì có thể là lập nghiệp rồi ở trọ thời gian rồi. Bao lâu mình lập kế hoạch, bao lâu thì mình sẽ an cư? Chắc tầm cỡ 10 năm em muốn hướng về ở quê. Có nghĩa là sau 10 năm là mình đi về quê? Yeah. Có nghĩa là mình không có lập nghiệp mua nhà ở trong này. Yeah. Để mình hỏi bạn nữ coi, em có chịu đi về Phan Rang ở không? Có muốn dạ, không? Chắc là không. Tại vì hồi trước em cũng có một quen một anh đó thì anh ở Mũi Né, anh cũng có đề nghị tương tự như vậy. Thì anh em thì gia đình em ở đây, em sống với ba mẹ em ở đây. Và em là cũng con gái lớn trong nhà thì chắc là cũng không có xa ba mẹ được. Nên hồi trước anh nên có hỏi là cũng có muốn về Mũi Né làm dâu không thì em mới từ chối. Thế này nè bạn, bạn rất là dễ thương, rất là hiền lành ha. Thôi kệ. Thực chất để chị Cát Tường chị nói đúng đó, mình phải có một cái mục đích để mình xác định, bởi mình đàn ông mà. Yeah. Ha, xác mình mạnh mẽ chút xíu nữa, trong tình yêu có thể không mạnh mẽ nhưng trong công việc phải mạnh mẽ, phải xác định được rằng là một vài năm, 10 năm thì nó hơi dài. Đàn phụ nữ hay nhìn đàn ông cái chỗ là có thành đạt hay không, có ý chí mạnh mẽ hay không. Anh nghĩ rằng là bạn đủ làm điều đó nhưng các bạn hơi nhút nhát chút xíu. Hy vọng là sau chương trình này á, nếu mà có điều kiện bạn cứ gặp chúng tôi có thể tư vấn thêm để bạn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống, trong những quyết định của mình về tương lai. Chứ bây giờ mình vô thành phố rồi mình xác định 10 năm nữa cái mình quay về Ninh Thuận, rồi về đó mình cũng chưa biết làm gì nữa thì đúng là một cái thời gian rất dài. Kế hoạch ở quê thì em có rồi chứ. Có rồi hả? Nào ao nuôi cá. Vườn nhiều không? Ở nhà thì có 2 hectare đất. Ồ vậy cũng nhiều rồi. Mình phải quyết định ngay từ đầu luôn, chứ để 10 năm nữa mình mới về sợ khi muộn đó bạn. Ha, bạn là người đàn ông cũng hơi hiếm trên đời đấy. Ồ, dạ, em chào anh gái. Anh bên đây dễ thương lắm, thật sự. Anh nãy giờ anh thấy có thiện cảm với anh. Trong cái cuộc sống này chúng ta cần phải có một ý chí tiến xa chút xíu nữa. Anh hiền anh, quá. Đúng rồi, anh nghĩ rằng em có thể giúp anh điều đó. Dạ. Hả? Em không thích gì người đàn ông? Em thì em thích một người đàn ông mà tự lập và có chính kiến, có lập trường. Anh tự lập có rồi đó. Nhưng mà không thích điều gì ở người đàn ông? Gia trưởng với lại tính toán quá. Không, anh này không gia trưởng tính toán. Anh nhẹ nhàng lắm. Thôi kệ, ai sao cũng được. Thôi hy vọng hai người gặp nhau sẽ bổ sung cho nhau. Rồi, ok. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Cát Tường. Dạ. Kính chào quý vị khán giả, tôi là mẹ của Thúy Vi. Mẹ có nhận xét là anh bên này chân thật, dễ thương, tính tình hiền lành. Có điều là mẹ không biết là cái duyên của tụi con có tới hay là không. Mẹ mong là con đồng ý. Dạ, à, cảm ơn cô. Cô thí dụ nha, con hỏi cô thế này nha. Nếu mà hai người yêu nhau, hẹn hò yêu nhau, tiến tới xa hơn nữa, thì anh ở rể luôn được không? Cũng có trao đổi với Thúy Vi rồi. Là cái vấn đề mà ở rể hay là làm dâu gì thì cô không có ý kiến. Dạ. Tại vì ở nhà cũng có thể. Tại vì có thêm một đứa con trai cũng được. Dạ. Dạ. Thôi vậy tốt rồi. Quan trọng là Thúy Vi đúng không cô? Dạ. À, cảm ơn cô. À, anh đi với ai? Em đi với hai đứa em gái với lại bạn. Em ruột hả? Em gái ruột. Dạ, con chào chú Quyền Linh với lại chào cô Cát Tường. Anh chào chị. Cho em nhận xét về anh trai của em trước. Vẻ bên ngoài thì anh nhút nhát với lại anh ít khi mà biểu lộ cái cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng mà anh rất biết lắng nghe, giống như trong gia đình em á. Chị em mà có chuyện gì không hiểu nhau thì anh là người đứng ra chia sẻ. Còn về phần chị thì em thấy chị dễ thương với Hoa Đông. Cảm ơn em. Cũng ấn tượng về anh em thì cũng thấy là ảnh hiền đó. Nhưng mà sợ là ảnh hiền quá thì không biết là sau này có những cái quyết định mà cần phải ấy thì ảnh có đủ cái bản lĩnh để giải quyết được hay không. Nên chị cũng hơi lo. Không, cái vấn đề mà để quyết đoán quyết định một chuyện gì đó thì anh làm được. Gái dễ thương quá ha. Được, dễ thương quá. Quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn lên đi ha. Cố gắng lên nào. Cố lên. Rồi em tặng anh. Dạ, em cảm ơn anh. Hoa đẹp quá.
Hồi nãy giờ nghe cái giọng nói qua bức màn á thì em không có biết là ở ngoài nhìn anh sáng sủa đẹp trai hơn. Quay màn lại thì ấn tượng cũng rất là tốt. Hồi nãy chưa kéo màn nghĩ tối sủa. Mở màn lên thấy sáng sủa. Thời gian của em làm việc bên đó nó có chiếm nhiều, nhiều. Em làm giờ hành chánh nè, buổi tối thứ bảy chủ nhật em rảnh. Công việc của anh hiện tại có bận rộn không? Buổi tối anh có rảnh rỗi không? Không, buổi tối thì anh rảnh rỗi từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Em thấy anh cũng hiền, rất là chân thật. Hiền lắm em ơi, thật sự. Trong cuộc sống này để tìm người thế này cũng khó lắm đấy. Thật ra tính ra tại vì kêu bằng anh chứ tính ra là em với anh cũng bằng tuổi á. Tấn công đi em. Anh dự định tương lai nếu mà anh lấy vợ thì anh sẽ ở đâu? Thì lúc trước anh còn có nói anh muốn sống ở quê. Cái đó thì có thể thương lượng lại xong. Em thì em lại quen sống ở thành phố rồi. Tại vì em thì mới sinh ra em lớn lên ở đây. Thì gia đình hai bên nội ngoại em đây hết. Bạn bè cũng ở đây. Quan trọng cho em cái đó thì hướng ảnh luôn. Anh sao? Anh thôi kệ mà. Anh thôi kệ sao cũng được. Cho em đó. Dạ. Nếu mà ở nhà em thì anh nghĩ sao? Anh cũng được, sao cũng được. Còn một điểm nữa em cũng muốn nói là tại vì gia đình em thì theo đạo Công giáo. Thì không biết là anh có theo đạo không? Anh gia đình đạo Tôn giáo mà. Ồ, tốt quá. Hay quá. Sau này anh đi làm thì tiền bạc anh đưa cho vợ anh quản lý không? Hay là anh tự quản lý? Em muốn giữ thì em giữ. Còn không thì em giữ. Anh nói giữ tiền mệt lắm, em sợ giữ tiền lắm. Vậy thì giữ tiền là nghề của em á. Vậy thì giao cho em hết luôn đi. Mắc cỡ rồi, mắc cỡ. Tấn công mắc cỡ rồi. Anh nghĩ gặp nhau đây thì ít ra nó có một cái duyên nào đó. Thì theo anh nghĩ thì mình nên tìm hiểu một thời gian xem hợp hay không hợp ấy, với lại chuyện tương lai mình sẽ tính tiếp. Có thời gian. Để tay vào nút bấm đi. Suy nghĩ sau 3 tiếng đếm và đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ chính thức nắm tay nè. Đó, chưa hôn nụ hôn nào. Và đây là nụ hôn đầu tiên. Mạnh mẽ lên em nào. Mong cô cho phép con được hẹn hò với em và hôn. Đó, mặt cô gật đầu rồi đó. Đó, cô gật đầu rồi kìa. Nào. Nãy nghe nói là em này em truyền thống em không muốn, bây giờ em muốn hôn ở chỗ nào thì em cứ đưa ra đi. Trời ơi, đưa ra đi. Không không giờ là anh hiền thiệt luôn. Tiền tiền luôn á. Anh hôn tay đi anh. Không, cô lên má nào mà nào. Thôi lên. Đây là những cái vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Cái nào cũng nặng hết. Cái nào cũng nặng. Gà lăn đúng không? Máy nước nóng với thương hiệu Centong với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Rồi vẫn nắm tay nhau đi bạn. Thưa quý vị, đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với những cặp đôi còn đang cô đơn trong cuộc sống. Hãy nhanh chóng, mạnh mẽ và cố lên để tìm cho mình một hạnh phúc. Còn bây giờ thì có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Cát Tường và Cô Linh cũng gần sắp phải chia tay các bạn rồi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Liverpool OPC, thanh nhiệt giải độc, phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại.
cũng xinh xắn duyên dáng, nhưng tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa. Ghê vậy? Ai làm em không tin? Thằng nào? Vậy có những người ta có bạn trai rồi mà người ta... Bạn trai rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Trang điểm hơi bị lố tí anh. Làm thế này được không? Vậy là lố chưa? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.